Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, xem bói đầu năm hay xem tử vi vào dịp đầu xuân năm mới từ lâu đã là một hoạt động không thể thiếu của người Việt. Bởi nhiều người quan niệm rằng đầu năm gieo quẻ bói để biết vận hạn, may rủi trong năm mới mà có đối sách ứng phó kịp thời. Nó cũng như khi ta xem bản tin dự báo thời tiết, biết trời đẹp để làm việc lớn, biết trời xấu còn mang theo ô che nắng, che mưa. Đây cũng chỉ đơn thuần là hình thức giải trí đầu năm để yên tâm hơn về mặt tinh thần. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về tử vi số mệnh của những gia chủ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau. 1. Tổng quan vận hạn năm 2023. 2. Xem tử vi vận hạn chi tiết trên các phương diện, công việc, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên. 3. Với từng con giáp năm 2023, tháng nào là tốt nhất, tháng nào cần lưu ý. 4. Cát hung của từng tuổi năm 2023 với mỗi con giáp cần lưu ý điều gì? 5. Kết luận. Trong năm 2023 Quý Mão, để có được may mắn và bình an, những tuổi trên cần phải sử dụng một kim bài thái tuế để trợ mệnh, hộ thân, nghênh đón thái tuế, vị thần sát lớn nhất trong năm, để được ngài che chở, hỗ trợ, giúp hóa giải những vận hạn xấu do thái tuế mang lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Tuổi Dần. Năm 2023 của tuổi Dần có nhiều biến chuyển tích cực ở cả công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm. Trong năm có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu thăng tiến trong công việc và đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vận hạn tuổi Dần năm 2023 theo từng phương diện. Công việc, mưu sự thành hay bại đều nằm ở thái độ cầu thị của đương số. Trong năm nay, nam mệnh sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữ mệnh nhờ có sao Thái Dương hậu thuẫn. Tài lộc, tình hình tài chính luôn được duy trì ở mức độ ổn định, ít biến động ra vào. Việc làm ăn, kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Tình cảm, xảy ra không ít mâu thuẫn, xung đột trong gia đình. Hiểu lầm có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Sức khỏe, cần vận động nhiều hơn nhưng phải phù hợp, tránh việc tập thể thao dồn dập hay với cường độ quá mạnh. Ngoài ra, nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Dần năm 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Dần sinh năm 1950, tinh thần bất ổn, nảy sinh xúc cảm tiêu cực nên chia sẻ với bạn đời và con cháu cho nhẹ lòng. Tuổi Dần 1962 có sự cạnh tranh trong công việc, nóng vội khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tuổi Dần 1974 mở rộng thêm công việc, người quen thân mang cơ hội phát triển tới. Tuổi Dần 1986 quý nhân dìu dắt, thúc đẩy công việc thuận lợi hơn trước. Tuổi Dần 1998 tâm lý ngựa non hào đá vẫn còn, cần buông cái tôi để đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn. Tuổi Dần sinh năm 2010 khó tập trung học hành vì nóng vội, hiếu chiến, thành tích học tập giảm sút. Nhận định tháng hung cát của tuổi Dần năm 2023, tháng âm cát nhất, tháng năm âm lịch, công việc suôn sẻ, có dấu hiệu thăng tiến. Tháng 9, tài vận vượng, có nhiều cơ hội, tăng thêm thu nhập. Tháng âm hung nhất, tháng 1 gặp trục trặc về sức khỏe, tháng 7 mưu sự gặp khó, áp lực công việc lớn. Xem chi tiết vận hạn năm Quý Mão của tuổi Dần tại tử vi tuổi Dần năm 2023. 2. Tuổi Ngọ. Năm 2023 Quý Mão sẽ là năm khá khó khăn đối với người tuổi Ngọ do cục diện phá thái tuế tác động. Công việc làm ăn vất vả, một số dự định tạm gác lại vì gặp trở ngại, đa phần do cạnh tranh, thị phi. Vận hạn tuổi Ngọ năm 2023 theo từng phương diện. Công việc, trong năm mưu cầu tĩnh, tránh động, chuyển việc hay mở rộng, công việc là không nên. Chú ý mối quan hệ xã giao kẻo thị phi tìm đến, ngăn cản con đường phát triển sự nghiệp. Tiền bạc, kinh doanh buôn bán gặp khó khăn nên tiền bạc thu về cũng chưa mấy khả quan, nên chủ động tích lũy hơn là tiêu xài lãng phí, kẻo rơi vào cảnh nợ nần. Tình cảm, gia đình xảy ra lắm tranh cãi, xung đột, không ai chịu nhượng bộ, đã đến lúc bản mệnh hạ cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Sức khỏe, phương diện này bình ổn, tuổi Ngọ duy trì được thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm, bệnh tật nguy hiểm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Vận hạn tuổi Ngọ năm 2023 theo tường tuổi nạp âm. Tuổi Ngọ sinh năm 1954 có xu hướng buông thả để được tĩnh tâm, sức khỏe giảm sút, cần chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuổi Ngọ 1966, một năm bình lặng, ít sóng gió, gia đạo bình ổn, tạo động lực để tập trung cho công việc làm ăn. Tuổi Ngọ 1978 đã phải trải qua quá nhiều thách thức, tiền bạc kém dư giả để phòng bị hao tài do lừa gạt. Tuổi Ngọ 1990 cạnh tranh nhiều khiến cho công việc sa sút, có thể gặp phải thất bại. Tuổi Ngọ sinh năm 2002, thách thức song hành cùng cơ hội trải nghiệm, tiền bạc không dư giả, chi tiêu tiết kiệm. Tuổi Ngọ sinh năm 2014, học hành áp lực nhất định, vẫn cần được cha mẹ hỗ trợ và bao bọc. Nhận định tháng hung cát tuổi Ngọ năm 2023, tháng âm cát nhất. Tháng 1 nhiều may mắn về cả tiền bạc cả tình cảm, tháng 12 gặp cơ hội phát triển, kinh doanh thuận lợi. Tháng âm hung nhất, tháng 11 gặp khó khăn trong công việc làm ăn, tiền bạc hạn chế, tháng 7 ít cơ hội tốt, lại còn tiêu hao về tiền của. 3 là tuổi Tuất. Năm Quý Mão 2023 hứa hẹn là năm tốt lành, nhiều may mắn đối với người tuổi Tuất. Đương số có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, gia đình sẽ đón hỷ tín trong năm. Vận hạn tuổi Tuất năm 2023 theo tường phương diện. Công việc có nhiều sự mở mang thay đổi về phương diện này nhờ vận quý nhân vượng. Tuổi Tuất tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp, tạo bước đà thăng tiến mới. Tiền bạc, tài khí trong năm vượng, thích hợp cho đầu tư, hợp tác làm ăn. Nếu đã có dự định, hãy tiến hành ngay từ đầu năm, hứa hẹn thu về nguồn lợi nhuận ổn định và lâu bền. Tình cảm, người độc thân có nhân duyên vượng, được ông tơ bà nguyệt xe duyên nên dễ tìm thấy người ưng ý. Các cặp đôi có thể có hỷ tín hoặc đón tin vui về con cái trong những tháng cuối năm Quý Mão. Sức khỏe, hầu như không xuất hiện vấn đề đáng lo ngại nào về phương diện này. Đương số chú ý nghỉ ngơi và luyện tập điều độ thì thể trạng luôn duy trì ở mức tốt. Để có được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Tuất năm 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Tuất sinh năm 1946, một năm cát lành, tranh thủ hưởng thụ cuộc sống. Tuổi Tuất sinh năm 1958, bình yên ở nhiều phương diện cuộc sống, chuyện làm ăn thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Tuổi Tuất 1970, cơ hội xuất hiện liên tiếp cho đương số, cơ hội làm giàu đang đến, cần chủ động chốc thời cơ. Tuổi Tuất 1982, thách thức song hành cùng cơ hội, tiền bạc kiếm được nhiều nhưng chớ hoang phí. Tuổi Tuất 1994, sự nghiệp thăng hoa nếu tập trung phát triển, tài chính không có gì đáng lo vì vẫn có gia đình hậu thuẫn. Tuổi Tuất 2006, học hành tấn tới, có trải nghiệm mới trong cuộc đời. Nhận định tháng hung cát của tuổi Tuất năm 2023. Tháng âm cát nhất, tháng 1 cát khí vượng, làm ăn thuận lợi, tháng 5 mưu sự suôn sẻ, làm gì cũng thành, kinh doanh có lộc. Tháng âm hung nhất, tháng 3 mưu sự khó, tiền bạc tổn hao không ít, tháng 9 công việc trục trặc, tình cảm bất ổn. Trên đây là toàn bộ thông tin luận giải tử vi năm 2023 của 12 con giáp cho các tuổi dần ngọ tốt về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc, tình duyên gia đạo, sức khỏe, bệnh tật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.